trực tiếp bóng truyền nữ Việt Nam Philippines. Trước khi đến với những diễn biến trực tiếp của trận đấu này, chúng tôi xin gửi đến quý vị khán giả. Tương quan lực lượng giữa đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam và Philippines ngày 2 tháng 8 Cuộc chạm trán giữa đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam và Philippines vào ngày 2 tháng 8 tại CV League 2024 hứa hẹn sẽ là một trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn. Cả hai đội đều đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đều mang đến đội hình mạnh nhất để tranh tài. Hãy cùng điểm qua tương quan lực lượng của hai đội trước thềm trận đấu quan trọng này. Đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam Đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, đang sở hữu một đội hình mạnh mẽ và đồng đều. Các cầu thủ chủ chốt bao gồm Trần Thị Thanh Thúy, với chiều cao 1m93 và khả năng tấn công xuất sắc, Thanh Thúy là mũi nhọn chủ lực của đội tuyển Việt Nam. Cô có khả năng ghi điểm từ mọi vị trí trên sân và là một trong những cầu thủ đáng gờm nhất của giải đấu. Nguyễn Thị Bích Tuyền là một trong những chủ công xuất sắc nhất hiện nay, Bích Tuyền có khả năng tấn công mạnh mẽ và chính xác. Ở trận đấu gặp Philippines tại FIVB Challenger Cup 2024, cô đã ghi tới 30 điểm, chứng tỏ khả năng ghi điểm ấn tượng của mình. Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Khánh Đan, Đinh Thị Trà Giang, Võ Thị Kim Thoa, đây đều là những gương mặt ưu tú, đóng vai trò quan trọng trong chiến thuật của đội tuyển. Sự trở lại của các cầu thủ kỳ cựu như Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Hiền càng làm tăng thêm sức mạnh cho đội tuyển. Chiến thuật và lối chơi Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho đội tuyển với chiến thuật tấn công nhanh và phòng ngự chắc chắn. Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các cầu thủ kỳ cựu và sức trẻ của những tài năng mới, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đang hướng tới mục tiêu chiến thắng trong trận đấu mở màn này. Đội tuyển bóng truyền nữ Philippines Đội tuyển bóng truyền nữ Philippines cũng không kém phần mạnh mẽ, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chiến đấu cao. Di Morado, Zema Galanja là những cầu thủ chủ chốt của đội tuyển, họ có khả năng tấn công mạnh mẽ và phòng ngự chắc chắn. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và kỹ thuật của các cầu thủ này sẽ là thách thức lớn cho đội tuyển Việt Nam. Avito Selinger, chuyên gia người Hà Lan đã giúp đỡ đội tuyển Philippines trong quá trình tập huấn tại Nhật Bản. Kinh nghiệm của ông từ việc dẫn dắt các đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ hàng đầu sẽ là một lợi thế lớn cho đội tuyển Philippines. Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Jorge Suya Zebrito và chuyên gia Avito Selinger, đội tuyển Philippines đã cải thiện đáng kể về mặt chiến thuật và lối chơi. Họ tập trung vào sự chắc chắn trong phòng ngự và đa dạng trong tấn công, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho đối thủ. Tương quan lực lượng và dự đoán trận đấu Lợi thế và điểm mạnh Đội tuyển Việt Nam, với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả, đội tuyển Việt Nam có tinh thần thi đấu rất cao. Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm Cùng với những ngôi sao như Trần Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Bích Tuyền, đội tuyển Việt Nam có khả năng tấn công mạnh mẽ và hiệu quả. Đội tuyển Philippines, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự hỗ trợ từ chuyên gia Avito Selinger, đội tuyển Philippines cũng không hề kém cạnh. Họ có chiến thuật phòng ngự chặt chẽ và tấn công đa dạng, tạo ra sự cân bằng trong đội hình. Dự đoán kết quả Trận đấu giữa đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam và Philippines sẽ là một cuộc đối đầu đầy kịch tính và căng thẳng. Với lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ giành chiến thắng, nhưng không dễ dàng. Philippines, với tinh thần chiến đấu cao và sự cải thiện về mặt chiến thuật, sẽ là đối thủ đáng gờm và hứa hẹn tạo ra nhiều thử thách cho đội tuyển Việt Nam. Kính thưa quý vị ngay bây giờ, không khí tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi người dân từ khắp nơi đổ về đây để mua vé xem ngày tranh tài đầu tiên của giải bóng truyền CV League 2024. Cảnh tượng chen chúc, tấp nập người người đứng xếp hàng đã phản ánh rõ ràng sự quan tâm và hâm mộ cùng nhiệt của khán giả đối với môn thể thao này những hàng dài người hâm mộ kiên nhẫn chờ đợi trước cửa nhà thi đấu mỗi người đều mong muốn có được tấm vé quý giá để chứng kiến những màn so tài đỉnh cao giữa các đội bóng hàng đầu đông nam á tiếng cười nói tiếng gọi nhau rộn ràng tạo nên một bầu không khí sôi động và đầy phấn khích các gian hàng bán vé hoạt động hết công suất những bàn tay khéo léo của các nhân viên bán vé không ngừng nghỉ để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ không chỉ có người lớn mà cả trẻ em, thanh niên và người già đều có mặt, thể hiện một tình yêu chung đối với bóng truyền. Nhiều gia đình đã cùng nhau đi mua vé, tạo nên những hình ảnh đầy xúc động và ấm áp. Những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới, những tấm băng rôn cổ vũ được dơ cao, tất cả đều thể hiện một tinh thần đoàn kết và niềm tin vào đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam. Ban tổ chức đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo mọi khâu tổ chức diễn ra suôn sẻ. Hệ thống bán vé được bố trí khoa học, các nhân viên hướng dẫn nhiệt tình đảm bảo người hâm mộ có thể mua vé một cách thuận tiện và nhanh chóng. Lực lượng an ninh cũng được tăng cường để giữ gìn trật tự và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Giải bóng truyền CV League 2024 không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là nơi hội tụ tình yêu và niềm đam mê của hàng ngàn người hâm mộ. Những tấm vé không chỉ là một món hàng mà còn là biểu tượng của niềm tin và hy vọng. Người dân Vĩnh Phúc và khán giả từ khắp nơi đều kỳ vọng vào những màn trình diễn mãn nhãn, những pha bóng đỉnh cao và những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc. Chỉ còn vài giờ nữa, những trận đấu đầy kịch tính sẽ bắt đầu. Hãy cùng cổ vũ cho đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam, tiếp thêm sức mạnh và tinh thần cho các cô gái trên hành trình chinh phục đỉnh cao. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần quyết tâm và sự ủng hộ nhiệt thành từ người hâm mộ, chúng ta tin tưởng rằng đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam sẽ tỏa sáng và mang về vinh quang cho đất nước. Đừng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của giải đấu, hãy cùng chúng tôi theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển trong hành trình chinh phục CV League 2024.